À, mọi người nha, mình đang có mặt trên cái cầu kính ở Mộc Châu nè. Đây là chiếc cầu kính dài nhất thế giới. Thì cái kính này là được đem từ Pháp sang, thì có 3 lớp, dày là 40 mm. Thì tính từ đầu trụ này tới đầu trụ bên kia là 290 m. Thì tính cái độ cao mà so với mặt đất á, nó rung lên cái kính. Nó là 150 m, tính từ đầu này đến đầu kia là 290 m, tổng thể chiều dài là 639 m. Bây giờ mọi người mình không dám nhìn xuống luôn á, để mình cho các bạn xem nha. Ở đây là đập nước, đây là được sách kỷ lục Guinness công nhận nha. Thì bên kia mọi người thấy á, là một dải kính cặp theo núi. Cái đoạn đó là dài bao nhiêu ha? Đoạn đó dài bao nhiêu? 342 mét. Cặp núi là 342 mét nha. Mà mình giờ không dám nhìn xuống dưới nữa. Cái này vừa mới đưa vào hoạt động hồi đầu tháng đây nha. Đây ở Mộc Châu nha cả nhà. Mình đi hơn một nửa rồi, tới đây là bắt đầu ở dưới đó là cái nước dòng nước đó, cao nhất đó. Nên mình cảm thấy bắt đầu là sợ thiệt á. Đi cáp treo thì không sợ chứ. Đi này sợ thiệt á. Ở này là cố tình là lấy điện thoại ra để nói chuyện với các bạn thôi, chứ thật ra là mình đang rất là ớn luôn á. Đây là phần cặp vách núi nè cả nhà. Đoạn này nó sẽ dài là 339 m. Đây, xem nè. 339 m. Nó sẽ dài hơn cái đoạn ngoài cầu kia. Thì nó sẽ có hai cái ở trong đây, thì nó làm cho ai mà không sợ đục, sợ độ cao thì đi vô trong. Nhưng mà đã đi qua tới bên đây rồi thì chắc là sẽ đi được. Đây, phần núi đá, cặp vách núi. Mình sẽ cho cả nhà cùng xem nha. Đây. Anh có cái gậy đi sướng.